Cái video này thầy sẽ ghi lại rồi thầy sẽ up lại qua YouTube rồi gửi lên lại cho các bạn. Mình đợi khoảng mấy giây ngay đây, nó sẽ có cái nút go live, rồi mình sẽ nhấn vào thì nó sẽ đi được. Đó là tùy thuộc vào cái internet của mình. Còn cái phần mềm mà để mình phục vụ cho cái việc học của mình á, các bạn về các bạn cài phần mềm này, các bạn cài phần mềm Revit. Mở lên. Đó là các bạn phải đọc cái tài liệu ở trong cuốn sách, xong rồi kết hợp với cái phần mềm này để mình vẽ ra được một cái cầu. Và nhiệm vụ của các bạn á là sau khi mình sau khi thầy hướng dẫn xong, không, các bạn về nhà các bạn phải vẽ lại, vẽ lại được một cái hình, một cái cầu như vậy thì mới đảm bảo là mình đã học xong được cấu tạo của cầu đó, chứ không phải nghe thầy xong rồi về không làm gì. Các bạn hình dung được không? Thay vì các bạn thảo luận, không, trong cái đề cương môn học nó có cái thảo luận á, thì ở đây không thảo luận, mà nhiệm vụ của các bạn là phải dừng lại được. Ví dụ như mình học tới cầu bản múa nhẹ, mình dừng được cái cầu bản múa nhẹ. Mình học tới cầu cho đường sắt, mình dừng được một cái cầu cho đường sắt, không, và sẽ gửi file lên trên anh này. Và các bạn phải gửi file lên. Thì đây hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cầu bản múa nhẹ. Đây các bạn chọn vào new để tạo mới dự án. Chọn browser matrix, chọn là structure analysis default matrix để cho nó thành ra cái hệ đơn vị là mm. Sau đó ở đây ở cái level 2 này các bạn mới vẽ ra một cái lưới, mình đặt cái tên này, ví dụ như đây là tim cầu, tim cầu. Sau đó mình set mặt phẳng làm việc, chọn là tim cầu, chọn hướng nhìn là south. Sau đó mình vào structure, vào add component, vào model in place, và mình chọn, ví dụ như mình vẽ cái bản mặt cầu trước thì mình chọn cho nó là floor, là cái tên bản mặt cầu. Sau đó các bạn dùng cái lệnh là adjust. Đây mình vẽ cho nó một cái này, dụ như là 6 mét. Thì các bạn mới đọc ở trong bài giảng xem cầu bản thì bề dày của cái bản này là bao nhiêu cm. Mở sách ra đọc trong bài giảng xem. Chiều dài là nhỏ hơn bằng 6 mét rồi, thầy vẽ 6 mét rồi, bây giờ chiều dày của nó là bao nhiêu, chiều dày của cái bản này là bao nhiêu? Bao nhiêu? 50 cm. Tối thiểu. Vậy mình vẽ cái tối thiểu được không? 50 cm, các bạn gõ vô 50 cm. Bây giờ bề rộng của cầu bản này là bao nhiêu? Ví dụ như đây bề rộng cầu bản thì nó phụ thuộc vào, nó phụ thuộc vào gì? Chiều dài rồi, chiều dài là 6 mét, không, chiều dài của cái cầu là 6 mét. Bây giờ chiều dày của cái bản là 50 cm, cái bề rộng của cái bản là nó theo cái gì?
nó theo bề rộng của mặt cắt ngang, mặt cắt ngang đường. Ví dụ mình làm cái đường ở đây là 10 mét thì đây mình sẽ nhập vào là trừ 5 mét. Trừ một cái là 5 mét, một cái là trừ 5 mét thì một cái là dương 5 mét. Finish. Đây các bạn sẽ thấy đây nó có một cái bảng. Đây là cái bảng để đỡ được cái bảng này, ở dưới này nó phải có cái muốn không. Đây đây dưới này nó phải có cái mố cầu không. Finish. Các bạn nhìn cái hình, ở trang số 41 hình 2.1, các bạn hình dung ra cấu tạo của cái mố cầu, của cái cầu bảng. Đây mình lại vào đây mình vẽ thêm cho nó cái mố cầu, đặt tên cho nó là foundation, tên là mố cầu. Đây mố cầu mình cũng dùng cái lệnh là insertion. Đây mố cầu thì mố cầu nó sẽ cách cái dầm cầu một khoảng để mà bố trí khe co giãn. Ví dụ như là 50 cm, 25 cm này. Xong mình đi xuống dưới này, ở dưới này nó có cái khoảng hở để đặt gối cầu. Cái số này thì thầy vẽ ước lượng thôi, sau này đi làm thì các bạn căn cứ vào địa hình tự nhiên các bạn sẽ vẽ ra được kích thước nó bằng bao nhiêu. Đây nó có một cái g là đến đây. Ở trên này nó vẽ có một cái g để người ta để cái bảng quá độ lên. Ở đây cái mố của mình cũng dài giống như vậy. Finish. Đây, ở đây các bạn sẽ thấy đây là có cái mố cầu, có cái dầm cầu. Finish. Bây giờ ví dụ như mình muốn đối xứng cái mố này qua đây thì mình video nó qua. Vẽ cho nó một cái lưới ở đây. Mục đích của cái này là để mình mirror cái mố cầu qua. Cho hai cái mố cầu. Bây giờ ví dụ như ở đây các bạn thấy nó hở ra nhiều quá thì các bạn có thể nắm cái này kéo vào đây. Còn phía đằng sau này, đó người ta sẽ đặt một cái bảng quá độ. Đây giống như trong cái hình 2.1 người ta ghi á, thì các bạn sẽ vẽ cái bảng quá độ ở đây, đặt cái tên là floor như ở đây, nó có tên là bảng quá độ. Bảng quá độ ở đây xéo xuống đây dài bao nhiêu mét thì mình phải finish model. Đây các bạn sẽ thấy bên đây nó có một cái bảng quá độ tương tự qua phía bên này, hình mirror nó qua nó có cái bảng quá độ. Đặc điểm của cầu bảng ở đây á, các bạn sẽ thấy là nó có các cái thanh chống để chống, để không cho hai cái mố này nó chạy đi, bởi vì sau này mình sẽ đắp đất ở phía bên này mà đắp đất thì đất nó đẩy qua cái mố nó sẽ bị chạy, thì người ta sẽ làm các cái thanh chống.
chọn là Phan Minh, chọn là Thanh Châu. Các bạn cũng dùng lấy Jason chấm cái này lại. Mà cái thanh chấm ở đây á, nó chỉ có kích thước nhỏ thôi, ví dụ như nó chỉ có là 30 thôi, 30 thì ở đây mình sẽ nhập vào 150, này là trừ 150, đó là so với cái mặt phẳng làm việc. Đây các bạn sẽ thấy đây, cái tác dụng của cái thanh chấm này là để cho hai cái mố nó không có chạy vào nhau. Đây là cái thanh chấm này, không? Mình sẽ copy nó ra. Các bạn đọc xem là ở trong đó người ta nói mình là copy đi một khoảng bao nhiêu là được. Ví dụ như ở đây thầy cho 2 mét là có một thanh chấm. 2 mét có một thanh chấm. Bỏ cái thanh này luôn. Sau đó mình cũng mirror nó qua. Hoặc là các bạn copy nó đi. Đó, bây giờ ví dụ như mình có cái hình này, nào, 3D này. Ở đây nó bị dư ra một chút, rồi mình di chuyển nó vào. Đây là cầu bản mối nhạc, đúng không? Như vậy cấu tạo của cầu bản mối nhạc nó gồm những cái gì? Đây là cái bản mặt mặt cầu à. Đây là một cái bản quá độ à. Và đây là mố cầu. Và đây là các cái thanh chống. Được chưa? Thì các bạn về các bạn vẽ lại rồi cái mố cầu, cái cầu bản của mình nó như thế nào. Ở đây các mình có thể reset nó lại không? Sau các bạn sẽ xuất ra được khối lượng. Ví dụ như cái này mình vẽ xong mình sẽ xuất ra được khối lượng và mình xếp nó vào trong bản vẽ để mình in ra. Thì cái phần đó hôm sau sẽ nói tiếp. Bây giờ ở đây là mục đích. Ở đây là các bạn học xong, các bạn đọc phần cấu tạo và các bạn dựng ra được cái cầu của mình thì nó mới hiểu được cái cấu tạo nó như thế nào. Hôm nay các bạn dừng ở đây, thầy sẽ gửi cái video này lên trên